Thầy chào các em đã quay trở lại với kênh của thầy Quang nha. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi cũng như là làm bài tập luyện tập, bài tập vận dụng ở cuối bài số 2 giới thiệu về trí tuệ nhân tạo tiếp theo ha. Sách giáo khoa tin học 12, sách cánh diều nha các em. Thì phần lý thuyết của bài số 2 này thầy đã hướng dẫn các em học ở tiết trước rồi ha. Nếu như em nào chưa xem, các em có thể lần vào kênh của thầy để xem thêm nha. Còn bây giờ thầy sẽ kéo về cuối bài nha. Thầy hướng dẫn các em giải bài tập và câu hỏi ha. Rồi, đầu tiên là bài tập luyện tập các em. Câu số 1 nè. Cobot là gì? Vì sao người máy gây được coi là một ví dụ về cobot ha? Thì cobot ở đây chẳng qua nó là con robot thôi các em. Tuy nhiên thì con robot này nó có khả năng cao hơn, tức là nó có thể hoạt động tự chủ và phối hợp cùng với con người ở trong công việc ha. Như thế thì nó ở tầm cao thì người ta gọi nó là cobot ha. Rồi, vì sao mà người máy gây được coi là một ví dụ về cobot? Thì người máy gây này là một cái sản phẩm được phát minh ra năm 2021 ở Hồng Kông ha. Thì người máy gây được coi là một ví dụ về cobot vì người máy gây này biết suy nghĩ và hành động hợp lý như là một điều dưỡng trong việc chăm sóc bệnh nhân, rồi biết giao tiếp với bệnh nhân bằng cả ngôn ngữ tự nhiên. Tức là người máy gây này có khả năng gần giống như là con người, có thể là thực hiện được những cái hoạt động trí tuệ của con người hết em. Như vậy mà người ta đã coi người máy gây này như là một cobot ha. Câu hỏi số 2. Dịch vụ khách hàng đã phát triển được những tính năng nổi bật nào nhờ ứng dụng AI? Thì để trả lời cho câu hỏi này, các em có thể là quay trở lại ở phần cuối trang số 11 ha, trong phần D nhỏ là AI giúp phát triển các dịch vụ của các em. Chúng ta có thể là trả lời như sau. Trong dịch vụ khách hàng thì đã ứng dụng AI trong việc là tạo ra các cái chatbot ha. Thì các cái chatbot này có thể là trả lời các cái câu hỏi thường gặp nè, cung cấp thông tin cho khách hàng, giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm, đưa ra gợi ý và thậm chí là thực hiện được các cái giao dịch mua bán hàng hóa luôn ha. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập vận dụng ha. Trong bài tập vận dụng này, em hãy cho ví dụ về một ứng dụng AI mà em biết và em nêu ấn tượng của em về một trong các khả năng. Thứ nhất là học, thứ hai là xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thứ ba là thị giác máy tính vân vân. Thì đầu tiên mình sẽ cho ví dụ về khả năng học hết em. Thì một ứng dụng AI có khả năng học rất tốt, đó chính là ChatGPT, một hệ thống AI rất là phát triển hiện nay ha. Thì ChatGPT có khả năng học rất là tốt các em. Thì mình cần ChatGPT giúp mình việc gì đó thì mình có thể là cung cấp tài liệu cho ChatGPT học ha. Thì sau quá trình học rồi thì ChatGPT sẽ giúp mình tạo ra những cái câu trả lời hay là những cái kết quả nó rất là sát với nội dung mà mình mong muốn ha. Đó. Cái thứ hai là nói về ví dụ về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Thì cái việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên thì các em có thể là cho ví dụ về một ứng dụng chẳng hạn như là YouTube nè hay là TikTok đúng không? Thì những cái hệ thống mạng xã hội này xử lý ngôn ngữ tự nhiên rất là tốt. Tức là trong quá trình thì các em xem video thì các em thấy là xuất hiện các cái phụ đề đó, tức là từ những cái lời nói mà các hệ thống này có thể là dịch sang và hiển thị bằng văn bản ha. Thì các em thấy là xử lý ngôn ngữ tự nhiên rất là tốt nha. Hoặc là khả năng hiểu hiểu ngôn ngữ của các cái hệ thống điện thoại thông minh. Ví dụ như điện thoại thông minh thì khi mà các em cần tìm kiếm một cái chủ đề gì đó thì các em hoàn toàn có thể là gì? Tìm kiếm bằng tiếng nói ha. Và khi đó thì các ứng dụng trong điện thoại đã hiểu cái tiếng nói của em và có thể là dịch sang văn bản và có thể là trả về kết quả đúng như em mong muốn. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời ba câu hỏi nha. Câu hỏi đầu tiên là các lĩnh vực khoa học người máy điều khiển tự động
y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo đã ứng dụng AI để phát triển được những cái khả năng mới nào? Rồi, câu số 1 này thì mình có thể là trả lời như sau các em. Trong lĩnh vực khoa học người máy á, thì AI giúp phát triển người máy thông minh, phát triển robot thành cobot, có thể là hoạt động tự chủ và phối hợp cùng với con người. Còn trong lĩnh vực điều khiển tự động á, thì AI giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giúp xe ô tô có thể là tự lái nè, giúp thiết bị UAV có thể là bay không người lái ha. Còn trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe thì AI giúp chúng ta có thể là chẩn đoán bệnh nhanh và lập các cái phác đồ điều trị ha. Còn trong cái lĩnh vực giáo dục và đào tạo á, thì AI giúp cái hệ thống e-learning hướng dẫn cá nhân hóa theo từng người học. Câu số 2 là ứng dụng AI làm cho một số thiết bị đồ dùng có thể hiện sự thông minh như thế nào? Thì đối với câu số 2 này, các em có thể là trả lời như sau. Các em cũng có thể là tham khảo lại cái phần 1C ở trong sách giáo khoa ha. AI là giúp điện thoại thông minh thì có khả năng là xác thực danh tính bằng dấu vân tay, rồi xác thực danh tính bằng khuôn mặt thay cho mật khẩu hết em, rồi có thể là tìm kiếm bằng lời nói, điều khiển bằng lời nói. AI giúp công cụ hay là phần mềm OCG các em có khả năng là chuyển các cái ghi chú viết tay thành các cái đoạn văn bản ha, tức là nhận dạng chữ viết tay các em. Câu số 3, các em nêu một số cảnh báo về việc sử dụng AI với mục đích xấu. Thì các em có thể là tham khảo lại phần nội dung số 2 ở trong sách giáo khoa ha. Rồi chúng ta có thể là trả lời câu hỏi số 3 này như sau các em. Sử dụng AI có thể là để lừa đảo thông tin qua deepfake trên không gian mạng. Rồi sử dụng AI để thu thập thông tin riêng tư của người dùng, dẫn đến là vi phạm quyền riêng tư các em. Thứ ba là sử dụng AI để phát hiện những cái điểm yếu của hệ thống, rồi khai thác lỗ hổng an ninh, tự động hóa các cuộc tấn công đe dọa an ninh của hệ thống. Đó là những cái cảnh báo về việc sử dụng AI với mục đích xấu ha. Tóm lại bài này, các em có thể là tóm tắt một số nội dung như sau. AI được ứng dụng để hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như là lĩnh vực kinh tế, giáo dục và đào tạo, y tế, an ninh quốc phòng, giao thông vận tải. AI có thể là gây ra hậu quả khó lường như là tình trạng thất nghiệp do là mất việc làm, xâm phạm quyền riêng tư, đe dọa an ninh hệ thống, vân vân. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em trả lời xong các cái câu hỏi cũng như là bài tập vận dụng, bài tập luyện tập ở cuối bài số 2 giới thiệu về trí tuệ nhân tạo AI. Thầy cảm ơn các em đã xem video. Các em nhớ cho thầy một like, một subscribe. Hẹn gặp lại các em trong những video sau nhé.